giáo phận Thái Bình, giáo hạt Tiền Hải, giáo sứ Quân Trạch. Giấy mời: thánh lễ tạ ơn và làm phép viên đá xây dựng nhà mục vụ giáo sứ Quân Trạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhờ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Thánh cả Giuse Quan Thầy, công trình xây dựng nhà mục vụ giáo sứ Quân Trạch đã bắt đầu đi vào khởi công. Vì thế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý vị ân nhân xa gần, giáo xứ chúng con tổ chức thánh lễ tạ ơn và làm phép viên đá xây dựng nhà mục vụ giáo xứ Quân Trạch vào ngày 20 tháng 7 2024, do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ sự, cũng là tuần trầu Chúa Giêsu thánh thể của giáo xứ Quân Trạch thay cho giáo phận. Trong tâm tình đó, cộng đoàn giáo xứ trân trọng kính mời quý vị tới hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, chung chia niềm vui và cầu nguyện cho công trình xây dựng giáo xứ sớm được hoàn thành. Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên khích lệ cộng đoàn giáo xứ trong đời sống đức tin và loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng con xin trân trọng kính mời và hoan hỷ đón tiếp chương trình thứ bảy ngày 20 tháng 7 2024, 8 giờ, đón tiếp Đức Cha, quý cha và quý khách. 8:45 cử hành nghi thức làm phép viên đá xây dựng nhà mục vụ. 9:15 thánh lễ tạ ơn, tiệc mừng. 17:30 thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, khai mạc tuần trầu. Chúa Nhật ngày 21 tháng 7 2024, 5 giờ, thánh lễ thứ nhất trong ngày. 9 giờ, rước đoàn đồng tế, thánh lễ chính tiệc. 17 giờ, thánh lễ thứ ba trong ngày, sau thánh lễ cung nghinh thánh thể Chúa. Thứ hai, ngày 22 tháng 7 2024, 5 giờ, thánh lễ tạ ơn, bế mạc tuần trầu. Quân Trạch ngày 8 tháng 6 năm 2024, thay mặt giáo xứ, chủ tịch hội đồng giáo xứ Giuse Trần Văn Uyên, linh mục chánh xứ Đa Minh Đào Trung Thành.
dâng lời tạ ơn.